Mấy con này nè em soạn ra 12 cây nè, nó đủ hệ trong này hết, cũng mấy cái mẫu hệ C đề cao luôn trong này luôn nha. Rồi cái này em quay kiểm duyệt sơ xong rồi, cái này em tính solo, em báo giá trước luôn là 850 cây anh nha. Đó, 12 cây. Đầu tiên con này giật kiểm sơ qua cho anh luôn đi mình. Mẫu G2 đổi Trung Quốc xuất Nhật. Con này thì nó đớt cái nút này, nó có quắn duy trì mất cái còi ở đây nha. Máy giật được lăn bình thường. Con này Echurin 281 nè. Rồi, cặp này Singu 301. Không làm sơn. Con này không có làm sơn nha. Con này đủ làm sơn. Cái con này kiểu G giống như G361 gì anh nha. Đó, nó bị mắc cái nắp chập phổi hơi anh. Được cho làm đẹp. Rồi, Echo 341. Làm là tinh. Con này dân ma. Cái sức ốc ra hay gì kìa mình, ốp vô. Nãy giật được không? Con này nãy giật được mà nó bị lỏng ốc ở đây nè, nó chưa bắt chó vô á. Con này làm bánh xe anh nha. Ở tên 011 Trung Quốc. Con này kiểu 38 á. Mấy tên này. Con này kiểu 52 Trung Quốc xuất Nhật đấy. Không lít. Không lít mấy à? 123 L. Con này mắc Puri nha. Được cơ làm ra tên đẹp à. Con này làm ra tên luôn. Con này không biết mấy cái bài mắc tem mà không biết luôn nha. Kẹt cái gì. Rồi, con này cứng giật không được anh nha. Rồi tổng là 12 cây nó. 850 một cây.